chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn. Shop mình có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn là mình mới về được cái pao có tên là Luckman 150. Đây là dòng pao rất nổi tiếng đến từ hãng Luckman Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm phay xước màu gold màu vàng, rất đẹp mắt, rất sang trọng. Nhìn vào cục pao các bạn sẽ thấy hai đồng hồ vu ve vẩy theo tiếng nhạc rất đều, và dòng này cái kim nó ve vẩy rất nhẹ nhàng và tinh tế nha các bạn. Ở đây các bạn nhìn vào sẽ thấy ở giữa hai đồng hồ vu sẽ có một cái chữ Intimax High Fidelity Serial Component Model M150. Power Output, tức là công suất đầu ra cho mỗi loa đó. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc đó thì công suất ra mỗi loa là 75W, ở trợ kháng 8 ohm. Ở đây Subsonic dành cho man thang, và ngõ vào có hai ngõ, ngõ 1 và ngõ 2, hiện tại mình đang kết nối ngõ 1. Bên tay trái là sẽ có nút nguồn, ở đây là chức năng là các bạn sẽ tắt loa nè, đánh cặp main nè, đánh cặp remote nè, đánh cả hai cặp main remote nè, hiện tại đang kết nối cặp remote. Rất đẹp luôn, mặt là dinh đẹp xuất sắc, không tì vết, không vết xước, không vết lông mèo. Máy về bao gồm một hồi gỗ zin, hồi gỗ thì mình đã để đây, tất cả còn nguyên zin nguyên bản và rất mập ngay các bạn, rất vàng. Mình đã tháo cái nắp của nó ra đây, ở trên có nó một cái nắp sắt, nó che cái phần cái cục pao này lại. Nhìn vào tổng thể là các bạn sẽ thấy một tăng phô hình chữ nhật có chữ Luckman High Fidelity Power Transformer ha. Đó, cái này là ở trong là được sử dụng là tăng phô đôi nha các bạn. Luckman Condition Japan nè các bạn. Đó, rất là đẹp, hai tụ lọc nguồn. Nó to sử dụng giống như dòng L100, hai tụ nguồn to như lông bia vậy đó các bạn, rất khủng luôn. Rất là khủng luôn. Góc gạch con này khỏi chê luôn. Dòng pao này thì sử dụng là hai bo mạch công suất V3 V phải nằm đối xứng nhau, và lại bo mạch xử lý công suất khi các bạn tháo này ra đó. Đó, tháo cái phần này ra là các bạn sẽ thấy nguyên ở đây, trong đây sẽ có hai tụ nhỏ dành cho phần cung cấp nguồn phía trước. Đó, ở đây có hai con sò thúc nhỏ nè. Và ở đây khúc này các bạn mở ra, các bạn sẽ thấy cầu điện là 4 dòng điện 100, 120, 220, 223. Hiện tại mình đang sử dụng điện 100V hàng Nhật nghe các bạn. Các bạn có nhu cầu nào đổi điện thì mình sẽ chuyển điện cho các bạn. Dòng này chạy 8 sò này các bạn. Ở đây là 2 sò các bạn nhìn thấy không, Toshiba chữ đỏ. Và bên này cũng 2 con trong khe Toshiba đỏ. Và bên trái bên này cũng sẽ có 2 sò. Và bên ngóc ngách này 2 sò. Tổng cộng máy chạy 4 sò Toshiba chữ đỏ nghe các bạn. Ở đây một cái relay. À, tất cả còn nguyên zin, sườn sắt ở dưới ốc án là còn rất mới, 7 màu. Ở bên đây sườn sắt bên phải trái còn rất đẹp nha các bạn. Và đặc trưng dòng này thì nó tặng gì gì nó nằm sau, và volume nằm sau nha bạn. Hôm nay mình quay cho bạn xem mặt sau. Rồi các bạn nhìn tổng thể mặt sau này, ở đây là hai tặng giải nhiệt nè các bạn. À, bên trái bên phải ở đây số series 0231 ha. Rồi Luckman Prison M150. Ở đây ngõ vào có hai ngõ, ngõ 1, ngõ 2 mà đang kết nối ngõ 1, ngõ 2 là trong đây. Đánh được hai cặp loa main remote, hiện tại đang kết nối cặp remote, cặp main nha bạn. Dây nguồn zin để cầu trì bảo vệ nguồn. Thông tin ở đây nè các bạn. Ở đây có một IC OLED với total là 300W các bạn. Cái rề các bạn đưa vào đây cho đỡ lòng thòng dây nguồn zin. Và thông tin của nó nằm ở dưới đây nè các bạn. Luckman Corporation IC 100V và 280W ha. Rồi rất đẹp. Dòng này các bạn mua về nghe nhạc trữ tình, nhạc bolero, nhạc vàng, các bạn có thể nghe trực tiếp qua CD hoặc các nguồn phát phụ. Hoặc các bạn ghép bao đèn, bao bán dẫn rất hay nghe các bạn. Rất là chất âm của nó rất nhẹ nhàng, tinh tế, tiếng bass mềm sâu. Mic trap nó sáng ngọt ngào, chi tiết phù hợp những dòng nhạc du dương thì rất tốt nha bạn. Rồi sau đây mình tăng volume cho các bạn. Các bạn để ý là volume của nó là có hai cái đây, volume phải nè và trái này. Lòng tự hỏi lòng cuộc đời đơn côi có buồn không, tôi vẫn cô đơn không hận sâu không hờn dỗi, tôi vẫn cô đơn quen chuyện đắng cay nhiều rồi, xin hãy cho tôi nghe.
rất đẹp các bạn. Rồi, rất cảm ơn các bạn đã nghe một đoạn nhạc. Mình xin thông báo với các bạn, cái bao có model Luckman M150 mình về tình trạng nguyên sinh nguyên bản đẹp xuất sắc, bao gồm một cái hồi hộ sinh luôn. Máy bán ra, mình cam kết nguyên sinh nguyên bản và vẫn bảo hành cho các bạn 3 tháng với giá rất tốt, chỉ là 12.800.000 đồng. Mình bao ship toàn quốc. Bạn nào có nhu cầu, gọi cho mình số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Tạm biệt.